Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái khu lưu niệm của bác Tôn Đức Thắng ở bên thành phố Long Xuyên quý vị các bạn nha. Ở cổng vào của khu du lịch tưởng niệm có Chủ tịch Tôn Đức Thắng, có hai con beo nhìn rất là oai phong lẫm liệt luôn. Đó, nhìn phía có cầu tàu rất là vừa mới sơn lại màu đỏ màu trắng này. Đi từ chợ Long Xuyên đi qua bên khu lưu niệm này thì tầm khoảng 15 phút gì đó. Trong này có đền thờ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhà lưu niệm thời niên thiếu, nhà biểu diễn văn hóa nghệ thuật. Wow, trong khu lưu niệm này mình thấy có chiếc Boeing nữa nha quý các bạn. Một chiếc Boeing đang trưng bày ở trong khu lưu niệm. Có cano giải phóng nữa. Đây là cái nhà lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đây, khi vào dâng hương ở nhà lưu niệm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng các bạn. Đây là chiếc xe Peugeot 404 đã đưa rước Bác Tôn đi làm việc ở Hà Nội. Hiện vật một thời. Không gian xung quanh cái khu lưu niệm này, bởi vì cây cây xanh rất là nhiều, nhiều cây cổ thụ nên chim muông về đây tụ hội với các bạn. Tiếng chim rít luôn. Này mình thấy có chiếc chuyên cơ nữa này. Chuyên cơ IAK-40, ký hiệu VN452 của hãng hàng không Việt Nam đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, để chủ trì mừng lễ chiến thắng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ngày 15 tháng 5 năm 1975. Chuyên cơ được đưa từ sân bay Liên Khương, Lâm Đồng về khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, hoàn thành lắp đặt vào ngày 28 tháng 7 năm 2007.
Tại đây có khu vui chơi dành cho thiếu nhi nữa các bạn nhé. Đây là chiếc cano giải phóng. Tàu Cảnh Giang đã đưa Bác Tôn từ Long Xuyên về thăm quê xã Mỹ Hòa Hưng vào tháng 10 năm 75. Trước mặt quý vị các bạn là nhà trưng bày thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Bên cạnh nhà trưng bày thì sẽ có một cái đền thờ, đối diện với nhà trưng bày là có một cái đền thờ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và những cái hiện vật xung quanh, chẳng hạn giống như là chiếc chiên cơ, chiếc xe Peugeot 404, rồi một chiếc cano giải phóng. Chiếc cano là Chủ tịch thường hay sử dụng này để đi công tác, và một chiếc tàu tàu Cảnh Giang. Khuôn viên của cái khu lưu niệm này rất là rộng. Cano bằng sắt. Bên cạnh nó có chiếc nhà sàn, cái nhà sàn là mô hình này. Đây là mô hình nhà an toàn khu. Nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng làm việc từ cuối năm 52 đến tháng 7 năm 1954 tại thôn Chi Liên, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
chiếc xe đạp của Bác Hồ. Đồ nghề sửa xe đạp của Bác Tôn nè, mấy chiếu phim nữa. Ồ, cuốn băng từ của Trung Quốc. Mà về sống được cái mấy tuổi rồi cũng rồi 20 năm rồi. Yeah.
Đây là cái căn nhà thời niên thiếu của cố chủ tịch Tôn Đức Thắng. Di tích này được xếp hạng quốc gia đặc biệt luôn, này khu lưu niệm ở Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hai bên hai hàng cau đẹp lắm nè. Đây có khu mộ gia đình phía sau cái nhà thời niên thiếu, thời nhỏ của cố chủ tịch Tôn Đức Thắng nha các bạn. Nhìn cái làng, cái nhà quá bình yên luôn, đẹp lắm. Đây là các căn nhà thời niên thiếu của Bắc Tôn đây quý bạn nhé. Nhà sàn ở dưới là sàn gỗ này. Trên là lật ngói âm dương. Đây là nơi uống nước. Hàng hiên rất là đẹp.